Vì đã biết thì là Prospero Consulting là đang cái business của Prospero Consulting ở Việt Nam và Canada hiện giờ là tập trung vào mảng là du học và định cư Canada. Nhưng mà hiện nay thì chúng tôi đã mở rộng thêm cái thị trường khu vực châu đại dương là Úc và New Zealand. Thì hôm nay chúng tôi tổ chức cái buổi webinar để giới thiệu về cái du học New Zealand. Thì chúng tôi có mời đại diện của hai cái học viện, một là học viện AMES là học viện về công nghệ thông tin, và cái thứ hai là học viện kỹ thuật miền Nam ở New Zealand, với sự đại diện của Sunil và Lucy. Thì trong cái buổi hội thảo hôm nay thì hai vị đại diện của hai trường sẽ giới thiệu về trường của mình, cũng như là panelist của chúng tôi sẽ có một sẽ tham gia panelist để trả lời một số câu hỏi quý vị liên quan đến việc du học New Zealand nói chung, cũng như là một số cái chính sách định cư liên quan, đặc biệt là liên quan đến nhóm ngành kỹ thuật công nghệ, kỹ thuật công nghệ thông tin. Thì cái chương trình sẽ là đại diện trường họ sẽ giới thiệu sơ nét về cái trường của mình và những cái thế mạnh của trường của họ. Rồi sau đó thì sau khi trường giới thiệu thì chúng tôi sẽ có cái session để Q&A, trả lời câu hỏi của quý vị, quý vị phụ huynh và các em học sinh. Tất cả các session này chúng tôi đều ghi âm và khi mà và sẽ upload lên website của Prospero Consulting để quý vị có nghe nghe lại, là một số quý vị có gặp một trục trặc kỹ thuật không nghe rõ vấn đề gì đó thì là chúng tôi sẽ cũng quý vị sẽ download để về nghe lại. Phần câu hỏi thì để câu hỏi thì chúng tôi sẽ có hai dạng, một là các quý vị cứ type vào cái cửa sổ chat rồi nhân viên của Prospero Consulting sẽ tổng hợp lại và sẽ pick up những cái câu hỏi mà chung mà tất cả quý vị đều hỏi đó, thì chúng tôi sẽ gửi đến đại diện trường, tôi sẽ thông dịch cho đại diện trường trả lời, hoặc là những câu hỏi nào mà chuyên sâu về cái hoàn cảnh riêng của từng cá nhân đó, thì chúng tôi sẽ lấy lại thông tin và nhân viên tư vấn của Prospero Consulting sẽ liên lạc và tiếp xúc với quý vị. Ở đầu sơ nét thì tôi là John, tôi là giám đốc điều hành của Prospero Consulting. Thì tôi sẽ chuyển cho tham dự cái buổi hôm nay thì có Lucy, Lucy và Sanils, và anh Peter Huỳnh là người phụ trách cái mảng phát triển cái thị trường Úc và New Zealand sẽ là người phiên dịch chính trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Okay, Lucy and Sunil, thank you very much for accepting our invitation to for the webinar today. So just a brief introduce yourself, and I think Peter will be the interpreter for the session today. So you hand over the session to you. Thank you very much again for accepting our invitation to join our webinar. This is the first webinar with regard to New Zealand studies and immigration. Thank you very much. So you can start Thank now. you. So Thank you, Peter. who will present first? Okay, Sunil will be the first presenter today. So I'm Sunil for của trường của bên group AMES sẽ trình bày cho chúng ta về trường Animation College trong vòng khoảng 20 phút, và sau đó sẽ đến cái phần của chị Lucy nói về trường SIT. Sunil. Yes, hi Peter and John. Hi, hello everyone. Good morning in Vietnam. My name is Sunil and I'm the International Marketing Manager for ACG Animation College and AIMS IT Group. First of all, I would like to thank John and Peter to organize this wonderful webinar. You know, we'll have a great presentation about what we offer, and it's my pleasure to do this first webinar for the Vietnam market. So just to start with, give you a brief introduction. As you can see on the screen, Animation College and AIMS IT are the two institutes under ACG, Academic Colleges Group. As you know, Academic Colleges Group is our largest private tertiary education provider in New Zealand. We offer courses in English language, we offer courses in foundation,
with Auckland University, AUT, and Victoria University of Wellington. And also we offer vocational programs with other with of 8 institutes, which includes AIMS IT, Animation College, New Zealand Management Academies, New Zealand Career College, South Seas Film School, UB School of Design, and New Zealand School of Tourism. So we have campuses around 8 cities, of over 20 campuses in 8 cities in New Zealand. We ACG's got a school in Vietnam and Indonesia as well, the high school. And but I'm going to specifically talk about Animation College and AIMS IT today. So just to start Sanil, sorry, Sanil. I think we I will do the translation a little bit so that we can keep track to your presentation. Sure. Tôi xin xin được phép dịch lại cái phần của Sanil chút xíu là Sanil chào xin chào tất cả các bạn cho các anh chị đến từ Việt Nam. Sanil là giám đốc marketing của international marketing ở của group AMES và group AMES là bao gồm rất là nhiều những trường khác nhau, bao gồm Animation College, bao gồm những một số trường liên quan tới ngành công nghệ của New Zealand và group AMES có rất là nhiều trường và có một số trường có ở tại Việt Nam và Indonesia. Group AMES có campus ở khoảng 8 thành phố ở New Zealand. Thì tức là là một group rất là lớn ở trong cái mạng giáo dục của bên của New Zealand. Thì AMES cung cấp rất là nhiều cái khóa học khác nhau về về tiếng Anh, về những khóa học về nghề, về cả về ngành những cái ngành chuyên ngành nghề về về đại học. Thì Sanil sẽ bắt đầu cái buổi trình bày tập trung chủ yếu vào trường Animation College, tức là về cái trường dạy về hoạt hình đồ họa. Yes, Sanil, you can continue. Okay, Sanil, let me interrupt a bit because I'd like to explain a bit to the audience with regard to your how big your group is, because I at the moment I'm doing the PhD in Australia, so I can explain further about your groups and also about the about the animation industry, really is like emerging industry in Vietnam at the moment. So let me explain to a bit to the Vietnamese audience about the how hot the animation industry is going on in Vietnam in the next coming year. Just want to strengthen your position I'd like to strengthen your position in order to introduce your animation college. Cái này tôi có bổ sung một chút về cái AMES, tức là AMES là cái học viện họ kết nối rất là nhiều những trường ở New Zealand. Thì New Zealand hiện giờ ví dụ Auckland nó có những cái Auckland New Wellington thì nó có những cái trường lớn, ví dụ như là Đại học Công nghệ, Đại học Kỹ thuật Auckland, tức là AUT. Hay là cái trường Wellington University, đó là những cái trường rất là lớn và nổi tiếng ở New Zealand. Thì group AMES họ có kết nối và họ có những cái trường nó nằm trong cái group AMES và nó có cái và họ có những rất là nhiều campus trải rộng trên cái lãnh thổ New Zealand. Ngoài ra thì trong ngày hôm nay thì chúng tôi muốn Professor Consulting, chúng tôi muốn đưa đến một cái ngành học bởi vì mình học mới liên quan tới cái animation, tức là về đồ họa, về hoạt hình đồ họa vân vân. Thì như quý vị đã biết hay là như các em học sinh sinh viên đã biết đó, thì những cái ngành mới ở Việt Nam mà rất là ít trường đào tạo, ví dụ như là đồ họa liên quan tới về marketing, liên quan tới phim ảnh hoạt hình vân vân, là những cái ngành mà là gần như Việt Nam không có trường nào để đào tạo hết. Hoặc là những cái ngành về tổ chức sự kiện hay là những cái ngành như vậy thì ở Việt Nam rất là hiếm trường, và tất cả những cái đó nếu mà muốn học đều phải ra nước ngoài hết. Thì New Zealand hay là Úc, đặc biệt là New Zealand, Úc hay là Mỹ là những quốc gia mà họ rất mạnh về những cái ngành này.
Đó là lý do tại sao tôi muốn nói thêm, lý do chúng tôi chọn cái ngành animation, chọn cái animation college để chúng tôi giới thiệu, để cho các bạn học sinh sinh viên cũng như quý vị phụ huynh biết thêm một cái ngành mà nó sẽ là một cái xu thế mới, và xu thế mới trong cái việc mà chọn ngành nghề cho các em học sinh, đặc biệt để mà có thể tiếp cận được với cái trình độ của thế giới. Và những ngành này là cái nhu cầu và nhân lực ở các quốc gia ví dụ như New Zealand, Úc, hay Canada hay Mỹ rất là cao, bởi vì là rất là những cái ngành này rất là hot và là những ngành rất là hiện đại. Okay, Sanil, just sorry about that. Just want to explain a bit about animation industry in the near future. Thank you very much. Just keep going. Yeah, sorry. Thank you so much. Thank you. Yeah, I No think it worries. really Okay. helps. So, Okay. animation college. Why the reasons to study at animation college? Well, animation college is the oldest animation institute in New Zealand. It was started in 1989 by a Walt Disney animator. So it's got a very rich history. We got campuses in Auckland. In Auckland City and Manukau. We got another campus in Rotorua, and we are approved and accredited by NZQA as a Category 1 provider. So all our courses are approved by Ministry of Education at NZQA, and we are being rated as a Category 1. What we really teach here is true character animation, which is more about you see today in the films, in cartoons, and in a lot of other television as well. So we truly believe in character animation. Obviously, animation is has to be practical and project-based curriculum. That's what we offer. So all our courses are practical and project-based. You can't teach theory in any when you're learning animation. It has to be more practical and project-based, and we give you that environment. And we have great industry connections because we've been there in this industry in New Zealand for 26 years. So we work very closely with a lot of studios. We work very closely in studios in New Zealand and overseas. And also, all our graduates, what we have, are being offered internships and looking to part-time and full-time job opportunities as and when they graduate. The other great thing about animation college is 95% of our students are local Kiwi students, only 5% are international. This gives an opportunity to our international students from Vietnam to, also learn from their colleagues who are from New Zealand and also, have a understand the culture and get exposed to a lot of ways of life in New Zealand. Về về trường Animation College thì Sunil có giới thiệu là trường được thành lập vào năm 1989 bởi một một trong những nhà thiết kế đồ họa của Walt Disney, và được được sự sự chấp thuận của Bộ Giáo dục để trở thành nhà cung cấp chính cho rất là nhiều những cái công ty và những tổ chức lớn về làm về hoạt hình đồ họa hoạt hình. Thì trường Animation College tập trung chủ yếu vào việc phát triển những cái đồ họa về nhân vật, tức là quý vị đã coi rất là nhiều phim hoạt hình của Walt Disney hay là Pixar, thì các quý vị cũng thấy là những cái nhân vật được được khắc họa nó quan trọng như thế nào, và cái phần tập trung của trường Animation College cũng dành cho cái mảng rất là quan trọng đó trong trong ngành công công nghiệp hoạt hình. Thì trường cũng có cung cấp rất là nhiều những cái phần về tập trung chủ yếu về những phần về thực hành và làm những cái project dự án liên quan, để giống như để chuẩn bị sẵn cái khả năng cho các sinh viên ra trường để có thể làm được vào những cái công ty lớn của về bên mảng hoạt hình. Và đồng thời trường cũng có rất là nhiều những cái với cái bề dày là khoảng 26 năm, thì trường có rất rất là nhiều cái mối liên hệ với các studio ở New Zealand và cả bên Úc, và có những cái connection với các anh chị các bạn đã tốt nghiệp ra trường, và họ có tự mở những cái thành lập những cái công ty riêng, những cái hãng sản xuất hoạt hình riêng đó. Thì họ có rất là nhiều những cái internship offer, những cái những phần thực tập và công việc sau khi mà các bạn tốt nghiệp. Thì trường Animation College có khoảng đến 95% sinh viên là sinh viên bản địa,
và khoảng chỉ có khoảng 5% là sinh viên quốc tế thôi. Cho nên khi mà các sinh viên quốc tế và đặc biệt là các sinh viên Việt Nam khi mà tham gia học vào trường thì sẽ có được cái cơ hội để mà tiếp cận với các bạn, các anh chị, những người đã đi trước trong ngành và có cơ hội để trao dồi cả về tiếng Anh, cả về những cái kinh nghiệm sống, cả về những cái về về văn hóa của đất nước New Zealand. Yes, Anil. So first I'll talk about the courses what we offer. So we offer diploma courses and diploma in applied animation. So we offer courses in 3D modeling, and we also offer courses in 2D modeling. So diploma in applied animation is 2 years qualification, NZQA level 6. When I say NZQA level 6, means it's equivalent to the first 2 years of bachelor's degree. The entry requirement is the student needs to be a high school graduate from Vietnam. He needs to have IELTS of 6 overall with 5.5 in each band. We can also accept other English language tests. And we also have our own internal English language test at ACG for any Vietnamese students who wants to go for the internal language test as well. One of the requirements we need is a portfolio, basic portfolio. Portfolio is your artwork, which is your sketch, your drawing, your basic digital art skills. And we want to see how creative you are, how passionate you are for in animation. That's why we need to see 5 to 6 examples of your portfolio work. There is no age requirement, so we can accept students under 18. So we can accept students, 17-year-old students as well, as long as they meet the requirements. We have 2 intakes. So we have next intake on 24th of July 2017. So if you keen to apply, our next intake is on 24th of July. This is our graduates, how much they is a career and how much they earn. So this is like 35,000 New Zealand dollars to 146 New Zealand dollars based on work experience. That's what our graduates have got as soon as they finish the course, because you are eligible. If you look at the immigration benefits, you're eligible for post-study work visa 1 year after you finish the 2 years level 6 course. And when you're studying with us on a student visa, you can work part-time for 20 hours, and during semester break and summer breaks, you can work full-time. The tuition fees is New Zealand dollars, $18,950 per year. And you need to also take the travel insurance, which is $500 per year. Cho về cái ngành đầu ngành đào tạo đầu tiên mà Sunil muốn trình bày là về mảng hoạt hình ứng dụng và mô phỏng hoạt hình ở cả về 3 chiều và 2 chiều 3D và 2D, thì cái thời gian đào tạo là trong vào khoảng 2 năm. Thì 2 năm này nó tương đương với lại NZQA level 6, tức là tương đương với khoảng 2 năm đầu của cái bậc cử nhân, của một cái bằng cử nhân. Thì các bạn cũng thấy ở trên màn hình về cái yêu cầu thì là phải tốt nghiệp phổ thông trung học và với điểm IELTS là khoảng 6 tới 6 điểm, và tất cả các band đều phải trên 5.5. Và có một trong những yếu tố để xét cái đầu vào của cho cái ngành này thì là sẽ có những kiểm tra về cái basic portfolio, tức là những cái liên quan tới những cái công việc các bạn đã làm trước đây, những cái tác phẩm, gọi là tác phẩm những các bạn đã làm trước đây, để trường xem là các bạn có cái khả năng về sáng tạo, khả năng nghệ thuật của các bạn nó như thế nào, và không có giới hạn về tuổi, tức là ngay cả khi các bạn 70 tuổi các bạn vẫn có thể đăng ký học được. Cái thời gian bắt đầu thì các bạn thấy là ngày 27 tháng 2 thì chúng ta đã qua rồi, và ngày 24 tháng 7 chúng ta sẽ có một cái khóa học mới tiếp theo. Thì mà để cho các bạn có một cái khái niệm về cái ngành này, khi mà ra trường các bạn sẽ làm công việc nó như thế nào và cái thu nhập của bạn như thế nào, thì Sunil có để là vào khoảng 35.000 đến 146.000 New Zealand dollar một năm, vừa tùy vào cái kinh nghiệm làm việc của các bạn, thì tùy vào cái khả năng của mọi người. Ngoài ra một cái điểm rất là quan trọng là khi mà các bạn học xong cái khóa này thì các bạn có thêm một năm working visa để làm việc ở New Zealand. Thì trong thời gian các bạn học ở trường thì các bạn cũng vẫn có
được quyền làm việc part-time trong cái trong cái thời gian học, và khi mà break, tức là cái thời gian nghỉ hè, thì các bạn có thể làm full-time. Thì cái học phí của cái khóa này và ở vào khoảng 18.950 New Zealand dollar một năm, và cộng với bảo hiểm du lịch nữa thì khoảng chừng 5.000. Yes, Sunny. Yeah, and we have very similar qualification in 2D as well. So it depends on what the student wants to choose. If they want to learn more about cartoon character animation, they can choose 2D. But if they want to work into more of advanced kind of animation, they can look into 3D as well. So they can choose between 2D or 3D qualification. We offer both diplomas in 2D and 3D. Everything remains, the entry requirement remains there, the other requirement remains the same. Như tôi đã nói thì ở chúng ta mà ở trường cũng có cái những khóa học về đồ họa hai chiều 2D, tức là tùy theo các bạn định hướng mình làm về ngành hoạt hình hay mình làm về những cái đồ họa nó mang tính là mô phỏng, thì mình sẽ chọn 2D hoặc là 3D tùy theo cái chương trình, và các yêu cầu nó cũng cũng tương tự như vậy, không có gì khác biệt. Yes. Right. And then we have a qualification called Diploma in Digital Media in 2D and 3D. This is a one-year qualification at level 7. This qualification is meant more for students who already have a bachelor's degree or 2 years work experience or 2 years diploma in animation. That means it's more meant for professional animators from Vietnam or someone who has some experience and a qualification. IELTS remains the same of 6 overall with 5.5 in each band. But the portfolio we need here is an advanced portfolio, which is like a professional work, which you do it for the industry. The next intake what we have, last intake we had was 27 Feb, and the next intake what we have is in February 2018. If you look at the career and salary expectations for a graduate, it remains the same. But the great thing about it, it's a one-year qualification, which will lead to one-year work visa. And the student visa requirement benefits remain the same. And the fees for the one-year qualification is $18,950 plus the travel insurance. Thêm một cái ngành khác mà Sunil giới thiệu thì là về mảng truyền thông kỹ thuật số, tức là cả về 2 chiều và 3 chiều. Thì cái ngành này nó đặc biệt là cái thời gian học thì khoảng 1 năm, và nó tương đương với yêu cầu cái về các bạn phải có bằng cử nhân hoặc là phải có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong mảng animation, tức là hoặc là các bạn có một cái diploma 2 năm về về mảng animation. Thì cái yêu cầu về tiếng Anh thì cũng tương tự, vẫn là IELTS 6 chấm và với 5.5 ở mỗi band. Nhưng mà về portfolio thì có yêu cầu cao hơn, tức là có yêu cầu về advanced portfolio, tức là một số cái sản phẩm của mình nó phải có giá trị hơn và có giá trị nghệ thuật hơn. Thì cái thời gian bắt đầu 27 tháng 2 của năm 2017 thì chúng ta đã qua cái hạn đó rồi. Thì vào cái chương trình này sẽ bắt đầu vào năm 2018 và cũng vào khoảng tháng 2. Thì cái về career và cái lương thì vẫn giống như vậy, khoảng 35.000 tới 146.000 đô la New Zealand một năm. Và cái này đặc biệt có một cái điểm rất là đáng chú ý ở đây là với chương trình học một năm này, chúng ta sẽ có được visa làm việc thêm một năm nữa. Tức là nó có rất là lợi thế cho các bạn có những dự định khác, những dự định về định cư hoặc là ở lại làm việc ở New Zealand. Yeah. Right. Then this is a qualification what we offer, which is quite popular among our international students. We have a few queries and a lot of interest from Vietnam for this qualification, Bachelor's of Animation. So it's a 3 years bachelor's degree, NZQ at level 7, and we offer a 4th year optional honors as well at level 8. The student can choose a specialization between character design or VFX or gaming. So we offer 3 specializations.
The entry requirements remain the same as in the diplomas. We got a next intake in July, which is 24th of July, is the next intake. The career integration, career benefits remain the same. In terms of immigration benefits, if you see for the master's degree, if you study with us in the third year, you are also eligible for post-study work visa. Your student visa benefit requirements remain the same. But just last week ago, we had an update from Immigration New Zealand, and they have added a bachelor's degree in the long-term skill shortage list. That means our the graduates from our bachelor's degree are sought after in New Zealand. There is a shortage of skills, and they are, you know, they are being given the benefits of faster immigration processes. If they have a spouse or partner, if the student has a spouse and partner, they can bring the spouse or partner can come along on a work visa while they study for the 3 years. Plus, they would also get a post-study work visa. And we have the tuition fees is $18,950 per year plus the travel insurance. So our bachelor's degree has been endorsed by Immigration New Zealand as well. Thank you. Yeah, về cái một văn bằng rất là hay của bên Animation College, tức là về cử nhân về hoạt hình thì cái thời gian học là khoảng 3 năm tương đương với level 7. Và trường cũng có offer một cái gọi là upgrade lên trong vòng 4 năm sẽ lên sẽ học với cái văn bằng level 8. Thì có một số cái chuyên ngành ngành chuyên môn là về đồ họa nhân vật hoạt hình, hoặc là làm về những cái thực tế làm về những cái mô phỏng ảo và những cái làm game. Thì cái yêu cầu về học, cái yêu cầu về văn bằng cũng như về tiếng Anh thì cũng giống như những cái phần đã nói qua. Cái ngày khai giảng sẽ có một cái ngày trong năm 2017 là vào ngày 24 tháng 7 tới đây. Thì cái về lương và về cái cơ hội công việc thì nó cũng giống tương tự như vậy. Chỉ có một điểm chú ý ở đây là về cái mạng visa về làm việc và định cư. Thì ngoài những cái tương tự như những cái văn bằng ở phía trước đã trao đổi, thì Bachelor of Animation này có thêm một cái lợi thế là nó được chính phủ đồng ý để nằm vào long term skills shortage list, tức là cái danh sách những cái ngành nghề được mà New Zealand đang cần để cho các quý vị có thể xin định cư hoặc là xin visa permanent resident. Thì với ngành học này, quý vị cũng có thể mang người nhà, vợ hoặc chồng của mình theo vào, vợ hoặc chồng của mình sẽ được cái working visa để làm việc trong thời gian mà quý vị học. Còn về phần những cái phí học phí thì nó vẫn tương tự như những văn bằng đã nói qua. Right, Peter John, just wanted to confirm, how much time do I have? You will have around 20 minutes, so you will now have around 5 to 7 minutes to go. Right. So I'll just skip a few slides and go to the main ones. So these are the career opportunities for a graduate. So what, in a lot of questions, a lot of time the students ask us, what is the careers? What are the job opportunities? What I can do after finish my graduation? So these are some of the career opportunities they can work as an animator, storyboard artist, rigger, 3D modeler, layout artist, matte painter, illustrator, concept artist, comic book artist. Comic industry is one of the fastest growing industry in the world today. Character designer, pre-visualization artist, and more. So these are some of the career opportunities you can look at. As in the beginning, my colleagues rightly said that the animation industry is growing huge, and it's growing, and there is a lot of craze in Vietnam as well.
I'm pretty sure these are the career opportunities you can look at in the future. Trên trên màn hình các quý vị cũng thấy là những cái ngành nghề mà khi sau khi tốt nghiệp ở trường Animation College các quý vị có thể làm sẽ tham gia vào vào cái những công việc như vậy, và những công việc này về bên ở trên trên thế giới hiện nay thì đang là những cái ngành rất là gọi là rất là hot, và ngay cả ở thị trường Việt Nam thì các anh chị và các bạn cũng đã chắc cũng đã nghe rất nhiều về những mảng như là làm về quảng cáo, làm về phim hoạt hình, làm về những cái game, thì những cái ngành nghề đó rất là hot và rất là đang đang được chuộng, mặc dù về cái lượng mà thực sự tay nghề giỏi và có được đào tạo chính quy thì rất là vẫn còn thiếu rất là nhiều. Đó là một cái lợi thế khác mà các chị có thể nhận được từ khi mà tham gia học vào các khóa học ở trường này. Right, so what I'll do is I'll skip to the Animation College. Very important role what we play to help our students is we give them, our college believes in giving students opportunities not only inside the campus but outside the campus as well. So we have an external relations coordinator. So our job is not to just help students with the start, you know, with the academic studies, but also help them prepare in the real world. So we help the students with the interview skills. We organize industry visits. So that they can hire our graduates. We offer internship of our students. I know a lot of students and parents want to know about how as an institution today can help the students with job opportunities as well. And so we do a lot to help them with the career opportunities, and we have a dedicated staff to offer that. We also have a graduate exhibition, so any student who does the animation work as part of the final outcome which comes in, and they need to create an animation showreel, and we have a graduate exhibition where the students can show their work, and we invite people from the industry, various potential job employers from the animation industry for the students, so that students can showcase their work and try to promote themselves and the work to be hired. Yes. Yes, sorry. Một trong những cái điểm quan trọng mà Sunil muốn nhấn mạnh cái vai trò của trường đối với cái sinh viên của mình, đó là không chỉ là liên quan tới những cái môn học hàng ngày, những cái buổi học hàng ngày, mà trường cũng rất là chú trọng tới việc là khi mà các bạn học xong thì các bạn sẽ làm gì, các bạn sẽ có những cái chuẩn bị như thế nào để tham gia vào cái thị trường lao động ở bất cứ nơi đâu, ở New Zealand, ở trên thế giới và cả ở Việt Nam, ở mọi nơi. Thì trường có hỗ trợ rất là nhiều, những cái hoạt động hỗ trợ rất là nhiều, đặc biệt là ví dụ như hướng dẫn cho những cái buổi interview thử, những buổi phỏng vấn thử, hoặc là giới thiệu cho những cái mảng thực tập ở các công ty liên quan, giống như đã nói ở trên, tức là những cái thông qua các mối liên hệ của trường với các công ty, với các bạn đã tốt nghiệp ở trường ra, và nó cũng liên quan tới cả với những cái cơ hội nghề nghiệp mà trường có thể cung cấp. Ngoài ra trường cũng có tổ chức những cái buổi giống như là triển lãm về những cái sản phẩm của các bạn đã học và tốt nghiệp ở trường, để mà khi mà mình tham gia vậy, mình thứ nhất mình có những cái mối liên hệ, những connection, và mình cũng hiểu được và có thêm những cái học hỏi thêm về những cái sản phẩm mà các bạn khác đã làm và nó sẽ như thế nào khi mà mình ứng dụng nó vào thực tế, ứng dụng vào những cái công việc thực tế, những công việc mà thực sự trong cuộc sống. Yes. Yeah, and what we've recently done is we have created a website called graduate platform website. It's like a recruitment student, it's like a recruitment website, job recruitment website, but it's meant only for our graduates. It's completely free of cost, and what
graduates can do is they can put up their profile, they can put up their CV, and they can put up their short work. And we, what we will do is we'll make them, we'll also invite the potential employers to put their jobs, and we'll make them connect them to offer, you know, potential part-time, full-time jobs and project-based jobs as well. Một trong những cái hoạt động mà trường chuẩn bị và hỗ trợ cho sinh viên khi mà tốt nghiệp là trường có một cái platform về cho các bạn tốt nghiệp giống như là một cái nơi để các bạn có thể tuyển dụng và ứng tuyển mình vào các công việc liên quan. Thì các sinh viên chỉ cần chọn cái portfolio của mình, chọn cái những cái thông tin, những sản phẩm của mình đã có upload những xử lý lịch CV của mình lên trên trang web, và khi đó có sẽ có những cái kết nối lại với nhau để mà hỗ trợ mà tìm việc cho các bạn, và thậm chí là có những hỗ trợ cho các bạn đã tốt nghiệp rồi. Right. So that's about me. Any questions or queries anyone has? So please more than welcome. And yes, this is the contact details for more information. Yeah. Thì các bạn cái phần trình bày của Sunil kết thúc ở đây. Nhưng mà nếu mà các bạn có thêm các câu hỏi, các bạn có thể type vào ở phần chat, và sau phần trình bày của chị Lucy tiếp theo thì chúng ta sẽ có những câu trả lời và những cái giải đáp cho các thắc mắc của các bạn. So now we will leave the question session for the after the presentation of Lucy, so you can wait for just a moment, and then we will go through all the questions from the audience. Right. And okay. Yeah, sure. Thank you, Sunil. Thank you so much. Thank you, everyone, for your time. I really appreciate that, and we'll be in touch. Okay. Yeah, you will stay on the line, Sunil? Yes, I will. Yes, I will. Okay, thank you. Chị Lucy chắc là đến... tính phần chị có thể trình bày thêm về về trường SIT. Dạ rồi, cảm ơn. Chắc mình sẽ trình bày bằng tiếng Việt luôn ha, để cho không cần phải dịch nữa, nó mất thời gian. Trường SIT là Học viện Công nghệ miền Nam New Zealand. Thì ở New Zealand thì có các hệ thống các trường đại học, các trường học viện công nghệ của chính phủ, và các trường học viện học viện tư nhân. Thì đối với New Zealand thì cái hệ thống trường đại học với lại hệ thống học viện nó khác nhau ở chỗ là hệ thống các trường đại học đó thì họ đào tạo những cái ngành chuyên sâu và những cái ngành mang tính học thuật và nghiên cứu nhiều hơn. Còn đối với học viện, vì sao nó là học viện là bởi vì nó đào tạo những ngành liên quan tới tới những công việc, những kinh nghiệm thực tế và cái khái niệm về job ready, có nghĩa là các bạn ra trường là có thể đi thẳng vào trong cái thị trường lao động luôn. Do đó là trường SIT là Học viện Công nghệ của Chính phủ và được thành lập từ năm 1885. Do đó là với cái bề dày lịch sử của trường SIT thì cũng có thể thấy được là từ đó tới nay thì SIT cũng đã phát triển rất là nhiều và nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ của chính phủ New Zealand. SIT thì đặt trụ sở chính ở miền Nam New Zealand, là ở thành phố Invercargill, là thủ phủ của miền Nam New Zealand. Thì thành phố Invercargill này là nó có rất là nhiều cái phong cảnh đẹp, thì sinh viên tới đây có biển và những cái cảnh đẹp tuyệt vời ở phía Nam. Thì SIT có hơn 200 chương trình đào tạo từ bậc chứng chỉ cho tới bậc thạc sĩ. Thì hiện nay SIT có hai bậc đào tạo thạc sĩ là về công nghệ thông tin và về kinh doanh. Thì các bạn có thể thấy cái màn hình của chị luôn. Dạ rồi, được chưa ạ?
Dạ rồi, ok. Cảm ơn chị. Những cái ngành đào tạo chính của cái trường SCT là về kinh doanh thương mại, quản trị du lịch, công nghệ thông tin, quản lý môi trường, kỹ sư du lịch khách sạn. Nhưng mà những cái ngành mà sinh viên Việt Nam mình theo học nhiều nhất hiện nay á, là thứ nhất là về kinh doanh thương mại, thứ hai là về công nghệ thông tin, và thứ ba là về du lịch, là những ngành mà sinh viên Việt Nam mình thường theo học nhất. Còn cái ngành mạnh của SCT nữa đó là điều dưỡng viên và y tá. Thì hiện nay sinh viên Việt Nam mình chưa có sinh viên nào theo học ngành này, nhưng mà cái ngành này đối với SCT rất là mạnh và có rất là nhiều ưu đãi cho sinh viên, thì mình sẽ trình bày sau những cái ưu đãi đó như thế nào. Cái khóa học mà hiện nay sinh viên Việt Nam mình tham gia nhiều nhất ở trường SCT đó là cái khóa học sau đại học, bằng cấp sau đại học về quản trị doanh nghiệp, là gọi là PGDPE. Thì cái ngành này á, yêu cầu đầu vào là IELTS 6.5, không có band nào dưới 6, và học tại Campus Invercargill, học toàn thời gian trong vòng 14 tháng. Tuy nhiên, cái điểm hấp dẫn của cái ngành này đó là sinh viên chỉ học tại tại SIT trong vòng 6 tháng, và sau đó là cái thời gian còn lại là sẽ làm dissertation. Thì sinh viên có thể mua bất kỳ đến thành phố nào ở New Zealand để làm dissertation. Và cái điểm lợi thế nữa là khi mà sinh viên theo học ngành này thì gia đình, chồng con hoặc là vợ con gì đó là có thể được đi theo và được cấp work visa full time, có nghĩa là có thể làm ở bất kỳ đâu trên New Zealand, và con cái thì đi đi học hoàn bằng cái chi phí của người bản xứ, bằng với chi phí của người bản xứ thì gần như là miễn phí, và từ lớp 5 tới lớp 13, từ lớp 1 tới lớp 13, có nghĩa là từ 5 tuổi tới 18 tuổi. Thì cái chương trình này thì SIT hiện nay là có một năm có tới 11 kỳ nhập học, có nghĩa là gần như tháng nào cũng có khóa, cũng có mở lớp. Do đó là các bạn rất là dễ dàng trong cái việc sắp xếp cái chuyện tham dự các kỳ học của SAT. Về học phí của cái chương trình này đó, thì là học phí là tại vì hiện nay SAT có một cái chương trình học học bổng rất là ưu đãi cho sinh viên Việt Nam, là 25% scholarship cho tất cả các chương trình học và cho toàn bộ chương trình học. Ví dụ như là chương trình học của mình 3 năm thì mình scholarship trong vòng 3 năm luôn. Do đó cái chương trình PGDPE đó thì là nếu mà chi phí học phí mà chưa có 25% scholarship là 20.000, 20.500, nhưng sau khi trừ scholarship 25% á, thì chỉ còn có 15.700 cho toàn bộ thời gian học. Do đó là với cái chi phí rất là ưu đãi và nhiều cái lợi thế, nên là hiện nay đây là chương trình thu hút nhiều sinh viên Việt Nam nhất. Ngoài ra cái chương trình PGDIT, có nghĩa là chương trình bằng bằng sau đại học về công nghệ thông tin, thì cái này yêu cầu đầu vào cũng là IELTS 6.5, không có band nào dưới 6. Nhưng mà cái chương trình này thì chỉ học trong vòng 12 tháng và chỉ có 2 kỳ nhập học một năm, là tháng 2 và tháng 7. Chương trình này nếu sinh viên theo học chương trình này thì cũng được hưởng những ưu đãi như là người thân trong gia đình được đi theo, con cái được học miễn phí. Tuy nhiên nó chỉ có 12 tháng và học toàn thời gian tại campus luôn. Tại campus Invercargill là campus chính. Ngoài ra có hai chương trình thạc sĩ như lúc nãy mình đã trình bày, có nghĩa là thạc sĩ công nghệ thông tin và thạc sĩ về quản lý ứng dụng. Đây là hai chương trình mới, vừa mới được chính phủ approve trong trong năm 2016. Cái điểm mạnh của SIT để có thể thu hút sinh viên và rất là nhiều ưu đãi cho sinh viên, không phải là sinh viên Việt Nam mà tất cả các sinh viên quốc tế, có nghĩa là học bổng ký túc xá. Khi sinh viên tới thì sẽ được đưa đón, nhân viên của SIT sẽ đón sinh viên tại sân bay, và sinh viên sẽ được 2 tuần đầu accommodation scholarship, có nghĩa 2 tuần đầu miễn phí cho sinh viên, và nếu sinh viên có định đi cùng thì cũng sẽ được hưởng cái 2 tuần đầu scholarship accommodation này luôn. Và lúc này cũng từng đã nói là 25% scholarship cho sinh viên Việt Nam, nhưng mà chỉ những bạn apply từ đây tới cuối năm 2017. Và ngoài ra khi sinh viên tới thì SIT sẽ có một bộ đồ dùng thiết yếu cho sinh viên, như chăn, khăn mặt, rồi tất ráp, trải giường, những đồ dùng thiết yếu mà sinh viên khi ban đầu tới thì rất là bỡ ngỡ. Nên là SIT, cái đội ngũ SIT là đa số là những người đã từng là sinh viên trước kia, đó rất là hiểu những khó khăn của sinh viên, nên là chuẩn bị rất là đầy đủ. Ngoài ra khi sinh viên tới sẽ có áo khoác, rồi cặp sách, bút, giấy, rồi
Hàng tuần á, hàng tuần thì SAT có một cái chuyến xe buýt, chi phí thì chỉ là chi phí rất là tượng trưng là 2 đô la đi tới những cái điểm du lịch nổi tiếng của miền Nam New Zealand như là Queenstown và Dunedin. Sinh viên tới thì cũng sẽ được phát cho một cái SIM card để có thể gọi điện về nhà ngay lập tức. Ngoài ra ở SIT thì có nhân viên để hỗ trợ cho sinh viên kiếm việc làm thêm và việc làm sau khi tốt nghiệp. Sinh viên tới thì có thể đem CV của mình tới gửi cho cái nhân viên và lo về việc làm đó, thì họ sẽ giúp sinh viên chỉnh sửa hồ sơ, và nếu như có công việc nào mà đang tìm người thì họ liên hệ trực tiếp với sinh viên. Ngoài ra cái điểm ưu đãi nữa đó là cái tiền học đó đã bao gồm bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm du lịch trong đó rồi, do đó là sinh viên không lo về tiền bảo hiểm nữa. Ngoài ra nếu sinh viên có gia đình đi cùng thì nhân viên SIT cũng hỗ trợ gia đình đi cùng, và SIT có cái nursing course, có nursing support, có nghĩa là hỗ trợ cho sinh viên, không những là sinh viên mà cả gia đình đi theo, khi mà có những trục trặc gì về sức khỏe đó thì có thể tới gặp cái nhân viên nursing của trường và họ sẽ giúp đỡ sinh viên. Còn khi sinh viên cần thay xin đổi visa gì đó thì cũng sẽ có một cái nhân viên hỗ trợ sinh viên thay đổi visa. Và thêm một điểm ưu đãi nữa mà rất là tốt cho sinh viên, có nghĩa là sinh viên không phải đóng tiền đăng ký hồ sơ, SIT không hề thu tiền đăng ký hồ sơ của sinh viên. Đây là cái chi phí của chương trình PGDPE, là chương trình học sau đại học lúc nãy mình có vừa đề cập. Thì tổng cộng nếu mà chưa có 25% scholarship là 20.100, sau khi có scholarship 25% thì chỉ còn 15.700 cho toàn chương trình học chứ không phải cho 1 năm. Học phí của chương trình PGDIP thì cũng như vậy, cũng là 25%, cũng là 15.700, nhưng mà chỉ trong vòng 12 tháng thôi chứ không phải là 18 tháng như là chương trình PGDIP. SAT, cái chương trình học của SAT thì như là SAT là học viện, do đó là những cái chương trình học rất là gần với thực tế. Và ngoài ra có những cái chương trình thực tập cho sinh viên, nếu mà sinh viên học một số ngành như là ngành quản trị du lịch khách sạn thì sẽ có chương trình internship ở trong tích lũy trong chương trình học luôn. Thì một chương trình internship này thì tùy theo khả năng của sinh viên, đây không phải là chương trình internship hưởng lương toàn bộ sinh viên, nhưng mà có những sinh viên xuất sắc thì họ vẫn xin được internship có lương, còn toàn bộ là các bạn đều internship nhưng không phải bạn nào cũng được hưởng lương. Nhưng mà sau đó đó thì cái tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ sinh viên của SIT tốt nghiệp cái ngành quản trị khách sạn mà xin được việc làm sau khi ra trường là rất là cao, hơn 90%. Điểm khác biệt của SAT là các chương trình đào tạo liên thông là đi từ chứng chỉ cho tới bậc thạc sĩ, và những giảng viên của SAT là thường giảng viên của SAT là đang là những nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp và đến từ khắp nơi trên thế giới, do đó về cái môi trường học tập và cái môi trường thực tập rất là tốt. Ngoài ra mình cũng muốn nói thêm một chút về cái thành phố Invercargill là nơi đặt trụ sở chính của SAT. Ở đây SAT có cái sân vận động riêng, do đó là những cái hoạt động thể thao ngoài trời rất là tốt, và sinh viên nào mà năng động và thích tham gia vào các hoạt động thể thao ngoài trời thì đây là nơi rất thích hợp. Ngoài ra thì còn một số cái hỗ trợ khác nữa như là miễn phí trợ giúp 24/7, rồi SAT cũng có một cái nhà trẻ riêng, thì các bạn nào có gia đình có con nhỏ có thể gửi ở nhà trẻ đó. Rồi khi mà sinh viên học, trong quá trình sinh viên học tập nếu có khó khăn thì SAT sẽ có peer tutor, là sẽ hỗ trợ cho sinh viên học tập. Và ngoài ra thì còn tư vấn chăm sóc sức khỏe, rồi tư vấn và hỗ trợ những sinh viên bị khuyết tật và miễn phí hỗ trợ xin visa. Đây là một số sinh viên mà tiêu biểu và nói về cái kinh nghiệm của họ trong thời gian học tập tại SIT và sau khi ra trường họ tìm được việc. Dạ, đó là tất cả cái mình muốn trình bày về trường SAT. Xin cảm ơn chị Lucy.
Thì các bạn, các quý vị đã vừa nghe qua hai cái phần trình bày của trường Animation College và SIT. Thì không biết quý vị có những câu hỏi nào để đặt ra cho hai vị khách của chúng ta là Sunny và chị Lucy hay không? Thì trong thời gian chờ đợi thì chúng tôi bên bên phía công ty cũng đã nhận được một số cái câu hỏi. Thì tôi xin phép được hỏi trước cho câu hỏi đầu tiên là cho anh Sanil. Sanil, you have one question from the audience related to the hello Sanil. Hello. Okay. You are, hi, can you hear me? Yes, yeah, I can hear you now. So, one question for you. Is there any subvention or scholarship policy for international students applying to Animation College? We currently do not offer any scholarships to our international students, but we are working on it to offer. And I think in a week or two, we will come up with international scholarship opportunities for students who want to study a bachelor's degree. But we offer various other support and facilities for our international students based out of from the ACG group. In terms of English language support, in terms of other support, but in terms of the scholarships, not right now. But we offer internships as part of our studies in the third year of bachelor's degree. Okay. Câu hỏi dành cho Sunil liên quan tới những cái học bổng mà cho sinh viên quốc tế của trường Animation College. Thì Sunil có cho biết là hiện giờ thì hiện tại chưa, bên trường chưa có những cái học bổng chính thức nào dành cho sinh viên quốc tế. Tuy nhiên là bên trường cũng đang đang trao đổi để xây dựng lên trên cái chương trình học bổng cho sinh viên quốc tế. Ngoài ra thì bên trường vẫn vẫn đang có những cái hỗ trợ trực tiếp về về cả về học, cả về những cái liên quan tới thực tập, xin việc làm dành cho các sinh viên quốc tế. Đó cũng là một cái cố nỗ lực của trường trong thời gian hiện tại. Yes, any other question? Các bạn có câu hỏi gì các bạn cứ type vào cửa sổ chat và chúng tôi sẽ đặt câu hỏi giúp các bạn đối với các diễn giả. Chị Lucy có một cái câu hỏi dành cho chị Lucy là ở các bạn có nói là ngoài những chính sách hỗ trợ đã được trình bày thì đối với sinh viên quốc tế liệu có những cơ hội nào khác để xin những cái học bổng bổ sung hay không? Lúc nãy mình trình bày thì mình có quên một cái học bổng rất là quan trọng cho sinh viên quốc tế, đó là chương trình rất nổi tiếng của SAT, đó là Zero Fee English. Nếu như mà sinh viên không đủ điểm tiếng Anh đầu vào thì có thể tới SAT để học tiếng Anh miễn phí trong vòng 26 tuần. Sau đó thì sinh viên đủ điểm tiếng Anh thì có thể vào khóa chính. Tức là cái đó là trước khi mình tham gia vào cái khóa học, trước khi mình tham gia vào khóa học chính thức của SAT đúng không chị? Dạ đúng rồi, ví dụ như tiếng Anh yêu cầu đầu vào của mình là 6.IELTS thì các bạn không đủ yêu cầu đầu vào, các bạn chỉ có 5 chấm thôi thì các bạn vẫn có thể apply học tại SAT. Bạn học tiếng Anh trước thì học tiếng Anh là hoàn toàn miễn phí. Như vậy có những có khó khăn gì khi mà mình xin cái tức là mình vẫn có thể xin cái visa sinh viên đi học ở trường SIT trước đó hả chị? Dạ cái đó là cái yêu cầu đối với trường, thì yêu cầu tại vì trường có tiếng Anh miễn phí, do đó là trường sẽ không gắt gao về cái tiếng Anh đầu vào,
Ví dụ như là yêu cầu 6 chấm thì vẫn có thể chấp nhận các bạn 4.5 hoặc 5 chấm. Tuy nhiên, để các bạn xin được visa New Zealand, cái đó là cái vấn đề của bên immigration, thì họ sẽ muốn là sinh viên qua là học thực sự và có khả năng để học. Do đó, hiện nay cái yêu cầu đối với lãnh sự á, họ không có một cái yêu cầu cụ thể, nhưng mà mình tự mình kết luận sau những cái hồ sơ mà bị fail hoặc sau những hồ sơ thành công, thì các bạn điểm tiếng Anh của các bạn chỉ được phép thấp hơn cái điểm tiếng Anh yêu cầu đầu vào khoảng 0.5 tới tối đa là 1 chấm thôi. Nếu yêu cầu đầu vào 6 chấm thì các bạn 5.5 hoặc các bạn 5 chấm thì các bạn có thể apply được. Mình có một cái câu hỏi khác của một bạn hỏi là nếu bạn không có tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin nhưng mà làm việc về công nghệ thông tin trong hơn 10 năm thì có thể học tiếp trên đại học về công nghệ thông tin hay không? Theo như mình hiểu, theo theo kinh nghiệm của mình, thì các bạn ở New Zealand thì họ sẽ quan trọng cái kinh nghiệm làm việc hơn là cái bằng cấp về về chuyên môn. Tuy nhiên, để trả lời cho bạn có được hay không thì các bạn phải gửi hồ sơ, thì họ sẽ có một bộ phận xét hồ sơ để họ họ có approve hay không. Theo kinh nghiệm của mình thì vẫn có thể được, nhưng mà nếu mà học đại học thì có thể là không vấn đề gì, nhưng mà nếu học sau đại học thì mà bạn phải gửi hồ sơ trước rồi trường sẽ xem xét và có approve hay không. Dạ, cảm ơn chị Lucy. Và mình còn nói thêm nữa, cái học bổng về khóa nursing mà lúc nãy mình có đề cập á, thì hiện nay học nursing ở SAT thì các bạn được lựa chọn 3 trong số 2 cái scholarship, các bạn chọn 2 trong số 3 scholarship. Là thứ nhất là Euro Free English, cái scholarship thứ hai là Free Foundation Course cho specialize cho các bạn là nursing, và cái thứ ba là 25% scholarship của toàn bộ thời gian học. Thì các bạn sinh viên Việt Nam có thể chọn lựa trong 2 trong 3 cái scholarship đó. Thì đối với cái tiền học phí mà sau khi trừ 25% mà các bạn còn thêm một cái scholarship về foundation nữa, thì mình thấy là rất là nhiều ưu đãi cho các bạn nếu mà muốn học nursing. Mà cái điểm mà khó khăn cho sinh viên Việt Nam khi mà apply nursing á, thì là chỉ là cái điểm tiếng Anh. Điểm tiếng Anh yêu cầu đầu vào IELTS của khóa nursing ở bên trường SAT là 6.5 toàn bộ các bên. Nên là cái đó là cái rào cản. Nhưng mà theo mình thì việc sinh viên Việt Nam mình rất là giỏi, thì cũng có nhiều bạn có thể vượt qua được cái rào cản đó. Nhưng mà hiện nay có thể là có nhiều bạn chưa biết tới cái khóa nursing của SAT này. SAT là 100% các sinh viên học tại SAT có khóa nursing, 100% các bạn có thể thi đậu cái registered nurse, và sau khi ra trường, trong vòng 3 tháng sau khi ra trường thì 100% các bạn registered nurse đó kiếm được việc làm ở New Zealand. Nó khá là thú vị cho cái ngành đó chị. Dạ, cảm ơn chị Lucy. Sunil, I have one question for you about the credit obtained from another school. So, is it possible to transfer credit obtained from another school within New Zealand or international? We can look at offering cross credits if the student is meeting the requirement. If they have a similar qualification, we can surely look at cross credits offering it to them. That means there will be a reduction in the fees and definitely a reduction in the time of the duration of the studies. We usually do it for our domestic students, but it also applies to our international student as well. It's called recognized prior learning, and we can do it, yes. Okay. Tôi xin được dịch lại cái câu hỏi dành cho anh Sanil, tức là có một cái câu hỏi liên quan tới việc và chuyển cái những cái khóa học, những cái môn học mình đã học được ở trường khác ở trong cả New Zealand và ở bên ở quốc tế, và đặc biệt ở từ phía bên Việt Nam. Thì Sanil có nói là nó sẽ tùy vào từng trường hợp, nhưng mà nó sẽ được được chấp thuận, cũng cũng có những có rất nhiều trường hợp được chấp thuận để chuyển đổi những cái môn học mình đã học rồi mà liên quan tới ngành
học mà mình xin học ở trường Animation College, thì những môn học đó nó sẽ giúp cho mình giảm bớt cái thời gian học, giảm bớt cái học phí, và cái mình sẽ được gọi là chấp thuận cho những cái môn học đã học rồi đó. Thì đó cũng là một cái lợi thế cho quý vị nếu mà các bạn đã có, đặc biệt là có background liên quan tới những ngành nghề mình xin học. Thì chắc chắc Hưng cũng muốn chắc 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 mình cũng muốn đặt một cái câu hỏi luôn cho chị Lucy, cho cái cũng tương tự như cái câu hỏi của đối với anh Sunil, tức là nếu mình có những cái môn học mà mình đã học rồi ở ở nước ngoài và đặc biệt ở Việt Nam, thì mình có thể transfer những cái môn đã học đó để giảm bớt hoặc là có những cái lợi thế của mình ở trong đối với trường SIT hay không như chị Lucy? Dạ, đối với trường SIT thì nó cũng giống như là bên trường Animation College, là trường SIT vẫn có chính sách là cross credit, là sẽ xét trên từng trường hợp một và từng hồ sơ một, thì các bạn có thể gửi hồ sơ và trường sẽ xem xét xem là có thể bớt một số môn học hoặc giảm thời gian học hay không. Trường có chính sách đó. Dạ cảm ơn chị Lucy. Mình có một cái câu hỏi khác cũng dành cho bên trường SIT, tức là học bậc thạc sĩ IT ở SIT thì có thể làm full time trong lúc học hay không, hay chỉ được làm 20 giờ một tuần? Dạ, học thạc sĩ ở SIT là thạc sĩ của mình là thạc sĩ, không phải là thạc sĩ chuyên về nghiên cứu, do đó là vẫn chỉ được làm 20 giờ một tuần thôi, chứ không phải làm được làm full time. Dạ, cảm ơn chị. Và một cái câu hỏi khác cũng liên quan tới tới cái thạc sĩ về IT, đó là khóa thạc sĩ IT sắp tới sẽ open là sẽ là vào ngày nào, tức là cái ngày nào là ngày bắt đầu nhập học cho cái khóa tiếp theo chị? Dạ, thạc sĩ về IT thì mình một năm có hai kỳ nhập học, từ tháng 2 và tháng 7, là tháng 7 là khóa sắp tới. Tức là tháng 7, nhưng mà nếu mình muốn nộp hồ sơ và apply thì mình phải nộp trước đó khoảng bao lâu rồi? Dạ, nộp trước đó, thông thường đối với visa của New Zealand thì mình nộp trước khoảng 3 tháng. Tối đa là khoảng 3 tháng. Tức là vào khoảng tháng 4 là khoảng, mình sẽ bắt đầu dạ, phải làm, tháng 3, tháng 4 mình sẽ bắt đầu chuẩn bị. Dạ, đúng rồi. Biết quý vị có những câu hỏi nào thêm nữa không ạ? À, có một cái câu hỏi nó hơi bên ngoài một chút xíu, là các bạn có hỏi là cuộc sống và khí hậu ở New Zealand như thế nào? Dạ, thì em có thể trả lời trước về cái cuộc sống và khí hậu ở cái vùng Southland, ở vùng Invercargill. Thì vùng Southland là vùng có nhiệt độ có thể nói là lạnh nhất New Zealand. Nhưng mà về mùa đông thì nhiệt độ nó xuống âm khoảng 3-4 độ. Cũng có những cái vùng khác có tuyết, nhưng mà đối với Invercargill này là tại vì thành phố là thành phố gần biển, do đó là mùa đông thì âm khoảng 3-4 độ nhưng mà không có tuyết. Nếu các bạn thích trượt tuyết thì có thể đi về Queenstown. SCT cũng có campus ở Auckland, ở Queenstown và ở Christchurch. Còn về cuộc sống ở New Zealand thì đối với bản thân mình và đối với những người Việt Nam mình đã từng sống ở đây thì cuộc sống rất là an bình, và dân New Zealand họ rất là cởi mở và rất là thân thiện. Do đó là thành phố Invercargill và New Zealand thì rất là phù hợp đối với những gia đình và đối với những bạn sinh viên mà khởi đầu một cái cuộc sống mới ở một đất nước khác. Đó là cái cảm nhận của mình. Dạ, cảm ơn chị. Có một cái câu hỏi khác.
liên quan nó liên quan tới việc định cư, nhưng mà mình vẫn có thể hỏi chị Lucy có thể cho biết một số cái insight về cái đó. Là các bạn có hỏi là cơ hội định cư sau khi tốt nghiệp tại SIT nó như thế nào, và chị Lucy có thể chia sẻ một số cái trường hợp mà tương tự mà các bạn đã có hay là chị có biết. Dạ, thì hôm tuần vừa rồi á, thì em vừa có một cái buổi Immigration New Zealand tới làm việc với lại sinh viên và nhân viên ở trong trường. Thì Immigration New Zealand thì họ cũng nói một câu mà mình thấy rất là lúc họ họ có nói là họ biết là 90% sinh viên tới New Zealand và 90% các bạn ở đây thì tới New Zealand học và sau đó sẽ tìm cơ hội ở lại. Nên là việc đó cũng rất là bình thường và cái đó là cái nhu cầu thiết yếu của mọi người thôi. Thì mình thấy là đối với New Zealand thì cái việc mà định cư quan trọng nhất là phải có việc, phải tìm được việc. Thì khi mà tìm được việc thì sẽ có cơ hội để kéo dài work visa và sau đó là có thể có xin được cơ hội ở lại. Do đó tuy nhiên New Zealand thì không giống như Úc với Mỹ là cái cộng đồng người Việt Nam rất là đông. Do đó đối với những người mà tiếng Anh không được tốt lắm thì họ cũng có thể làm việc cho người Việt Nam. Đối với New Zealand thì khác, thì đối với New Zealand thì tiếng Anh cũng phải tốt một chút thì cơ hội tìm được việc nó mới tới và phải tìm được việc thì mới có cơ hội ở lại. Còn đối với các bạn sinh viên mà học ở SIT ra thì cơ hội mà tìm được việc ngay tại thành phố Invercargill thì mình phải nói thật là thành phố Invercargill nó cũng nhỏ và dân số nó cũng ít, nên là tìm được việc ngay tại thành phố Invercargill thì không nhiều. Nhưng mà các bạn tại vì cái bằng cấp của trường SAT thì rất là tốt và cái học phí rất là thấp, do đó rất là tốt đối với những các bạn khởi đầu và bạn đi học. Sau khi các bạn đi học tốt nghiệp ra trường rồi, các bạn có thể tìm việc ở bất kỳ thành phố nào ở New Zealand, và khi mà các bạn tìm được việc thì các bạn sẽ có cơ hội để được ở lại. Dạ, cảm ơn cái chia sẻ của chị Lucy. Thì tôi cũng xin nói thêm với các anh chị tham gia vào buổi hội thảo hôm nay. Đây là cái buổi trao đổi đầu tiên trong cái chuỗi hội thảo liên quan tới du học và định cư của New Zealand. Thì trong một vài tuần tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái buổi riêng nói về về định cư New Zealand. Thì khi đó nó sẽ có những chuyên gia trực tiếp liên quan tới việc định cư, thì chúng ta sẽ có những câu hỏi nó cụ thể hơn và những câu trả lời nó rõ ràng hơn về về việc định cư. Thì cái chia sẻ của chị Lucy nó trên 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 quan điểm là chị Lucy nhìn thấy và ngay cả những cái kinh nghiệm mà các sinh viên đã từng học SIT đã trải qua. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn. Không biết mọi người có còn câu hỏi gì nữa không ạ? Có một thêm một câu hỏi nữa thì hồi nãy là anh Sunil có nói là về cái ngành các ngành học của trường Animation College thì không có giới hạn về tuổi, thì các bạn có hỏi là cho cả hai trường luôn là có giới hạn về độ tuổi hay không, thì chắc là cái câu hỏi đó nhờ chị Lucy có thể trả lời cho các Dạ, bạn. trường trường SAT cũng không có giới hạn về độ tuổi đâu. Tất cả các ngành học và không có giới hạn về độ tuổi. Thì hiện nay ở SAT có một số sinh viên sinh năm sinh, các anh mà lớn tuổi nhất mà hiện nay mình biết mà đang học ở đây là sinh năm 64. Thì dạ, là nên là họ không không có giới hạn về độ tuổi, quan trọng là cái khả năng tiếng Anh của mình với lại quan trọng nhất là khả năng tiếng Anh của mình có thể theo kịp được hay không thôi, không giới hạn về độ tuổi. Cảm ơn chị. Hiện giờ như vậy có một số cái câu hỏi nó liên quan tới tới việc định cư, hoặc là những cái câu hỏi specific cho một số cái thông tin cụ thể, thì chúng tôi sẽ trả lời với lại quý vị
trực tiếp với quý vị, với quý vị sau khi cái buổi hội thảo này diễn ra. Thì mình nghĩ là hiện giờ không biết các anh chị còn có câu hỏi nào nữa không. Nếu không có câu hỏi thì chắc chúng ta sẽ kết thúc cái buổi hội thảo ở đây. Và cái xin nhắc lại là cái buổi hội thảo này được ghi âm và sẽ được upload vào lên trang web của Prospero để các anh chị và các bạn có muốn nghe lại, hoặc các bạn có thể giới thiệu cho các những người bạn bè hoặc là người thân nào có quan tâm đến đến cái thông tin này. Dạ. Xin rất là cảm ơn cái thời gian của chị Lucy và Sơn cho buổi sáng buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì biết là hôm nay là ngày sáng thứ bảy thì mọi người đều bận rộn, có thời gian dành cho gia đình, nhưng mà cũng dành một chút thời gian ra để tham gia vào cái buổi hội thảo. Và cũng xin cảm ơn các quý vị đã tham gia vào buổi hội thảo hôm nay, vì hy vọng là các vị quý vị có được một số cái thông tin thú vị và hữu ích thông qua cái buổi trao đổi này. Nếu mà quý vị có bất cứ cái thắc mắc nào thì xin cứ liên hệ trực tiếp với công ty Prospero qua địa chỉ email là info@prosperogconsulting.com. Xin cảm ơn quý vị. Sunil, thank you for your time spending with us today, especially in, during a weekend. So, if we have any question for you, I will forward directly to you, and then we will keep in touch. Yeah, thank you so much for your time. So if you have any queries or questions about Animation College, yeah, please do let me know. I'm more than happy to help you for the Animation College and ACG group. And yeah, we will be in touch. Thank you so much, guys. Thank you. Okay, cảm ơn tất cả mọi người. Yeah. Rồi, thank cảm ơn. Cảm ơn em. Dạ, nếu mà có câu hỏi gì thì mình cứ liên hệ trực tiếp ha.